Hello mọi người nha. Đây. Mình sẽ review hai chàng trai đang câu cá mọi người ạ. Ai hốt mà. Đây mọi người nha. Đó, thấy chưa mọi người? Rất là lạnh lẽo thôi. Đây thằng này là Thiên Khanh. Đây nha mọi người nha. Đây là vườn chuối mọi người ạ. Đó, mới trong vườn chuối nha mọi người nha. Đây là. Đấy mọi người. Đó thấy chưa con cua. Đó. Anh chàng này không biết câu cá đâu mọi người ạ. Câu cua thôi mọi người. Đây nha mọi người nha. Đây chưa có vợ mọi người ạ. Có ai ưng bình luận ở dưới video mọi người nhé. À, chưa có vợ ấy. Nhưng mà làm việc rất là siêng luôn mọi người. À, vừa làm việc vừa câu cá luôn mọi người. Đấy mọi người nhá. Đây là hồ hồ này hồ múc mọi người nhá, nhỏ xíu mọi người. Đây, thấy chưa? Đó. Cá ăn câu rồi mọi người. Đó là con cua mọi người ạ. Ô câu cá trúng cua mọi người nhá. Đây, trúng một con cá đây mọi người. Đây mọi người nhá, câu cá mất con cá rồi. Câu cá mất con cá rồi mọi người. Đang kiếm nhá. Đấy. Đấy chưa mọi người. Đấy nha mọi người nha, mình sẽ review mấy anh chàng câu cá mọi người nha. Đây, đang kiếm con cá bên này này. Đó. Đấy nha mọi người, kiếm cá. Đây, anh chàng ưu tú mọi người ạ. Đó. Ồ, thế ra anh này là đang kiếm giun mọi người nha, không phải là kiếm con cá đâu. Nhầm mọi người ạ. Đó, thấy chưa? Lầm thả buồn tí hơn. Nghe đây. Đó. Đây mọi người nha, phong cảnh quê hương của mình mọi người nhá. Rất là đẹp luôn mọi người. Đây mọi người nha. Đây mọi người, con mồi lấy con mồi mọi người nha. Đó, thấy chưa? Rất là ưu tú luôn mọi người. Thanh niên ưu tú luôn mọi người nha. Đó, thanh niên bữa nay rất là siêng luôn mọi người ạ. Đó, cũng có cái cảnh ăn đi kiếm câu cá thấy chưa mọi người. Chào mọi người nha. Đó, mình phải làm vlog làm con cá mọi người nha. Đấy. Đấy nha mọi người nha, thanh niên câu cá vừa chiên luôn mọi người nha. Đây. Đó, thấy chưa mọi người. Đó. Đây nha. Đó thấy chưa. Đây vừa chiên luôn mọi người nha. Rất là tuyệt luôn mọi người. Đây là bên đây là hồ câu nha mọi người. Rất là thú vị luôn mọi người. Thiếu thì mà. Thấy chưa? Đây là anh chàng này câu cua mọi người nha, không phải câu cá đâu nha. Đây. Đó. Đây là câu cua mọi người nha. Bữa nay là trời mưa nha mọi người. Đấy nha mọi người nha, phong cảnh rất là tuyệt luôn mọi người. Đây nha. Đó thấy chưa, câu cá rất là tuyệt luôn mọi người. Vừa câu vừa chiên luôn mọi người nha. Thấy chưa. Đây là bếp mini mọi người. Đây nha. Đó, chiên rất là tuyệt luôn mọi người nha. Đó. Đây là giống như đi sinh tồn mọi người. Đây. Đây là nước ớt để chăm nhưng mà chăm nha. Đó, thấy chưa? Đây. Đó. Cái ớt giả với
cây cây bên đây là tùm lum mọi người, như không biết. Đó, đây là cá. Đây. Chiên lên mọi người, thấy chưa? Đây nha. Đó, đây là cá. Cá đồng nha mọi người nha. Đây là anh chơi review bên anh mọi người nhé. Đây mọi người nhé. Đó vừa chiên vừa câu luôn mọi người nha. Đây nha. Đó đây là mọi người nha. Đây là cơm nha mọi người nha. Đó. Đây là cái nồi chiên. Còn bên đây là cơm. Đây là ớt. Đó. Đây mọi người nhá. Đấy. Rất là đặc biệt luôn mọi người ạ. Đó đây thấy chưa, phong cảnh rất là tuyệt luôn mọi người nhá. Đây là cái chuối mọi người. Thôi mọi người nha. Đây là áp tức mọi người. Đó, đây là con đang chiên con cá tre mọi người nhé. Đây là tre đồng mọi người. Đây mọi người, đây là tre đồng nha mọi người nha. Đây mình được ơi. Quả đây. Đó. Rất là biệt luôn mọi người. Thấy chưa mọi người? Còn bên đây là thanh niên đang câu. Vừa câu cá vừa câu cua mọi người. Đây. Rồi, mình dừng video tại đây mọi người nha. Chúc mọi người gặp lại video tiếp theo nha mọi người. Rồi, tạm biệt mọi người nha.